Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2020 và bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn có thể đăng ký kênh, các bạn ghi vào kênh YouTube này. À, các bạn có thể là vào YouTube này, các bạn kích là kênh này, tìm kênh là Triệu Phú TV nhé. Các bạn gõ tìm kiếm là Triệu Phú TV này. Đấy. Các bạn kích vào kênh này, các bạn nhớ đăng ký kênh này. Đấy, nó có mục đăng ký đấy. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nhá. Đấy. Và các bạn kích sang phần video này, đây. Mình rất nhiều video bán điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn có thể là search cho video mình trong là 1 2 đến 3 ngày 5 ngày quay lại rồi nhá. Thì những sản phẩm mà ngày lâu quá rồi thì mình cũng bán hết rồi các bạn nhé. Đấy, những video ngày lâu quá thì mình nhiều video mình đã bán hết rồi. Đấy, các bạn search những cái ngày mà sớm nhất giúp mình. Và mai thì bắt đầu là cũng là một ngày tháng mới, thì mình chúc các bạn xem video của mình và các bạn đăng ký kênh và các bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua thì là một tháng mới thì công việc luôn luôn thuận lợi. Thì buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ cho các bạn. Thì các bạn tất cả sản phẩm mình thì mình sẽ tí nữa mình sẽ review và báo giá trực tiếp. Thì các bạn ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên lại trực tiếp qua hai số điện mình và đây địa chỉ hàng mình gần, các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ hàng mình. Và số này mình sẽ dùng Zalo các bạn nhé. Và giờ làm việc thì mình đã bắt đầu từ là 7 giờ sáng các bạn nhé. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung M10. Đây ạ, M10 thì hôm nay mình vừa mới về được con này xong. Đấy, con này thì khách cũng có xài ốp nhá, rất là giữ gìn. Đây, con này con M10, Samsung M10. Hình thức con này còn 90/90%. Con này thì là máy zin nguyên bản các bạn nhé. Đấy, máy hình thức còn khá là đẹp này. Đấy, các cái này là chỉ bám bụi ốp của ốp đấy nhá. Đấy, máy thì zin nguyên bản. Còn Samsung M10 này thì các bạn cũng đã rõ rồi. Cấu hình con này là RAM 2GB. Đấy, RAM 2GB này. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con này thì là trang bị vào nó là màn hình giọt nước hơn 6 inch nhá. Màn hình tràn viền giọt nước 6 inch hơn 6 inch. À, pin thì là hơn 4.000. Đấy, con M10 này. Đấy. Con M10. Đấy, M10. Samsung M10 bản công ty 2 sim 2 sóng. Con Samsung M10 này các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân, hoặc là mua, nói chung là mua về tặng ông bà bố mẹ người thân, hoặc là các em nhỏ, hoặc là các em nhỏ đi học cũng rất là tuyệt vời. Con này thì bên mình đang bán mạng giá là 1.600.000 nhé. Đấy. Con này thì bên em đang bán mạng giá là 1.600.000. Đấy, con Samsung M10 đấy. Đấy. Tặng kèm bằng cái ốp luôn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung M10 này, các bạn nghe hàng sớm nhất, một là qua Zalo và hai các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại của mình. Gần các bạn thể là trực tiếp qua địa chỉ hàng mình là giao lưu. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều hình thức. Thì các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn có thể là chuyển khoản trước bên mình thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy, các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy, thì các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm như các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn là chiếc Samsung S7. S7 thì buổi tối ngày hôm nay thì mình về con S7 màu hồng này. Đấy, con S7 màu hồng. Hình thức con máy này còn 90/90%. Con S7 màu hồng này, con này là bản Hàn, một sim. Thì là con này thì là cấu hình của nó là RAM 4GB nhé. Con này của nó là bản phiên bản là RAM 4GB S7. S7 màu hồng bản Hàn một sim. Cấu hình con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 32GB. Con này một thời của là siêu phẩm của Samsung S7 nhé. Đây. Con này thì các bạn sẽ tèm kèm một ốp dẻo nhé. Đây, Samsung S7. Nói chung là RAM 4 nó chạy quá là nhanh, nó mượt, càng cực kỳ là sắc nét. Con Samsung S7 này thì bên mình đang bán với giá là 1.800.000. Đấy, chỉ với giá là 1.800.000 nhé. Tặng kèm cho các bạn một cái ốp dẻo nhé. Đấy. Samsung S7 đấy ạ. 1.800.000 tặng kèm bằng ốp dẻo. Con này được cái là trang bị là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Nói chung là RAM 4 không, các bạn không thấy độ lơ la gì nhá. Nói chung là RAM 4 Samsung nó thật với các bạn, đánh bại hơn nhiều RAM 6GB, 8GB của dòng khác nhé các bạn nhé. Đấy, RAM 4 Samsung này. Nhưng mà phải thời siêu phẩm này các bạn nhé. Chứ đời mới bây giờ RAM 4 bây giờ thì cũng hơi là kém một chút rồi. Không như đời trước này RAM 4 mà cực kỳ là khỏe. Con S7 này bản Hàn một sim này bên mình đang bán giá là 1.800.000 nhé. Và tiếp theo là nhà mình thì có con này là con Vinmart Active 3. Vinmart Active. Và con
Vinmart X3 đây ạ. Con này thì là máy đẹp, máy màu xanh, đẹp như nồi canh luôn nhá. Con này thì là máy mình hôm nay khách qua cửa hàng mình đổi Samsung Note 9. Đấy, nhượng lại cho mình con này, thích kiểu khách kiểu thích trải nghiệm. Con này thì khách mới mua thôi. Khách mới mua này. Khách mới mua con này, Vinmart X3 này. Con này thì khách vừa mới mua khỏi tay xong nhá. Mới được có tháng rồi, dùng ốp đấy ạ. Rất là dữ. Không một vết xước xác gì hay là phẩy phóc gì nhá. Con này rất là đẹp. Còn Vinmart X3 này thì là ba camera này. Màn hình con này thì là màn hình của nó là màn hình AMOLED nhé. Đấy, màn hình con này là màn hình tràn viền AMOLED. Màn hình thì là 6,39 inch hoặc là 6,4 inch nhé. Con này là Full HD cộng nhé. Camera con này rất là sắc nét này. Màn hình là màn hình AMOLED mà. Đây, camera rất là sắc nét này. Con này thì thiết kế camera đây. Camera thò thụt các bạn nhé. Đây ạ. Đây, camera vết những thị vàng là camera thò thụt đấy. Camera nó thò thụt nha các bạn nhé. Đấy, các bạn ấn vào đây nó sẽ cũng thụt được các bạn nhé. Đấy, camera thò thụt đấy. Con Vinmart X3 này. Đấy. Thì pin con này là pin hơn 4000 các bạn nhé. Pin con này thì hơn 4000. Được cái trang bị con này là màn hình còn là màn hình AMOLED. Các bạn đã dùng rất là tuyệt vời. Cấu hình con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB nhé. Con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong 64GB. Còn Vinmart X3 này mình đánh giá con này là nói thật với các bạn là dùng quá tuyệt vời luôn. Nói chung là nhanh lắm, không chậm những sản phẩm khác đâu. Được cái là màn hình AMOLED dùng rất là tuyệt vời ạ. Đấy, Vinmart X3. Đấy. Con này thì mình đổi của khách, đâm là các bạn muốn biết giá trực tiếp ấy thì các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình nhá. Thì các bạn nói thật với các bạn con này thì mình sẽ nói giá, các bạn sẽ xuống tiền mua luôn nhá. Đấy, con này thì mình các bạn điện cho mình. Mình nói giá phát là các bạn xuống tiền mua luôn nhá. Con này là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB các bạn nhá. Máy đẹp leng keng như mới đấy ạ. Đấy, như là mới đấy. Bên mình đang bán các bạn với giá là cả trực tiếp cho mình nhá, tại vì máy này mình đổi của khách nhá, mong là các bạn thông cảm. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo nhà mình thì buổi tối ngày hôm nay nhà mình có hai con lót lăm này nhá. Đấy. Nhà mình thì có hai con lót lăm này. Con này thì là máy còn 90% nhé. Con lót lăm này thì máy còn 90/90%. Này, con lót lăm màu gold này. Lót lăm màu gold này, con này thì là phiên bản nó là RAM 4GB nhé. Này, con lót lăm này phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con này thì là màn hình là 5,5 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Đấy. Nói chung là cam thì cũng rất là tuyệt vời. Nói chung là tương đối, camera cực kỳ tương đối sắc nét đấy. Đấy. Con lót 5 này thì bên mình đang bán giá là 2 triệu đồng nhá. Con màu gold này bên mình đang bán giá là 2 triệu đồng này. Đấy. Hình thức máy còn là 90%. Đấy. Con này thì làm màn hình đẹp, không ám ố nhá, không lưu ảnh gì. Đấy. Con lót 5 này màu gold bên mình đang bán giá là 2 triệu đồng các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 này, các bạn hàng này sớm nhất nhá. Đấy. Và tiếp theo đây, và tiếp theo là con này là con cũng là con Note 5. Đấy. Con Note 5 thì con này cũng là màn hình đẹp, không ảm ố hay không lưu ảnh gì. Đây. Con này thì là màn hình cũng đẹp, màn hình đẹp, không ảm ố hay không lưu ảnh gì. Đấy. Con này thì là khách hôm nay mình vừa nhượng lại cho khách. Thì là khách cũng là báo cáo với mình là con này thì kiểu khách dùng nóng lên xong cái màn hình nó hơi bị rung một tí ấy. Nhưng mà mình trải nghiệm cả ngày một ngày hôm nay và mình chưa thấy một cái vấn đề gì cả. Đấy, đây. Con này thì mình sẽ bán các bạn giá là 1.500.000 nhé. Con Note 5 này thì là 1.500.000 đấy. Đấy. Con này thì làm màn hình đẹp, không ảm ố. Khách kêu dùng trải nghiệm nóng tay tí màn hơi rung như kiểu là điện giật ấy. Nhưng mà mình trải nghiệm cả ngày hôm nay thì không thấy gì các bạn ạ. Đấy, con Note 5 này thì bên mình đang bán các bạn giá là 1.500.000 cho các bạn nhá. Máy màu đen. Hình thức còn khá là ok các bạn nhé. Đây ạ, Note 5 đấy. Và tiếp theo là con này là con Samsung Z7 Pro. Đấy, Samsung Z7 Pro. Đấy, Z7 Pro, con này là bản công ty nhé. Con này là bản công ty này. Z7 Pro, con này là bản công ty, 2 sim, 2 sóng. Hình thức con này còn độ 90% này. Đấy, con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách.
khách báo với mình là con này là thay màn một lần nhá. Đấy. Khách báo với mình là con này là thay màn một lần. Đấy. Con này thì bên mình đang bán loại giá là 1.400.000 nhá. Đấy, con này là 1.400.000. Samsung J7 Pro. Đấy, Samsung J7 Pro. 1.400.000. Khách báo với mình là thay màn một lần các bạn nhé. Đấy. Mình mua sao thì mình nói vậy cho các bạn dễ mua bán. Đấy, 1.400.000 là 400.000. Đấy, Note 5 à Note gì nhỉ? À J7 Pro, J7 Pro đây là 1.400.000. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Pro này trải nghiệm tặng ông bà bố mẹ người thân và học sinh thì rất là tuyệt vời. Kênh YouTube của mình là chủ yếu điện thoại cũ giá rẻ, đời cao cũng có và đời thấp cũng có. Thì các bạn thích đời cao thì các bạn liên hệ trực tiếp cho mình. Và tiếp theo vào buổi tối ngày hôm nay nhà mình về là con này là con Oppo A7s. Thì buổi tối ngày hôm nay nhá, mình lại về là con Oppo A7s này. Này, con Oppo A7s thì cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhá. Con Oppo A7s phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB này. Thì con này thì là máy rất là đẹp nhá, còn 90 trên 90%. Con này thì là phiên bản kim cương. Con này thì bên mình đang bán lại giá là 1.900.000 nhé. Đấy, 1.900.000 phiên bản là Oppo A7s RAM 4GB. À sorry các bạn, là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB nhé. Con Oppo A7s này thì là màn hình của nó thì là màn hình là 6 inch, hơn 6 inch. Đấy, rất là to, rất là bự. Pin thì là pin 4000, hơn 4000 các bạn nhé. Sorry các bạn, pin con A7s này là hơn 4000. Hình thức là máy đây, đẹp len keng xà beng. Con này thì bên mình đang bán loại giá là 1.900.000 nhá. Phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB ạ. Đây rồi, và đây là con iPhone 7 này. Đấy, iPhone thì nhà mình cũng lâu lắm mình về được con iPhone này. Đấy, iPhone 7 đi ạ. Đây. iPhone 7, con này là phiên bản là 32GB nhá. iPhone 7 phiên bản 32GB này. Con này là bản quốc tế 32GB các bạn nhá. Pin con này thì là còn tình trạng pin con này còn 94% nhé. Pin con này còn 94%. Đấy, con này thì là máy retro hồng này. Đây. Hình thức thì có vỏ có phẩy theo thời gian của iPhone 7. Vỏ thì có phẩy phẩy theo thời gian nhé. Con này vỏ zin nhé. Con này men zin màn zin. Này, vỏ phẩy phẩy theo thời gian này. Này, con iPhone 7. Đấy. Vỏ zin nó khác này. Các bạn nhìn nó trơn tru luôn này. Đấy. Con này là bản quốc tế 32GB, pin còn 94%. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 2.900.000 nhé. Con iPhone 7 32GB này, bên mình đang bán giá là 2.900.000. iPhone 7 32GB, 2.900.000 các bạn, iPhone 7 này các bạn nhé. Con này mình sẽ bao cho bạn là main zin, màn zin. Đấy. Phát hiện sửa chữa thì mình tặng cho các bạn luôn nhé. Đấy. Còn riêng con iPhone 7 này, phát hiện sửa chữa mình sẽ tặng luôn cho bạn nhé. Bao cho bạn men zin luôn nhé. Và tiếp đến là con Samsung J2 Bright. J2 Bright thì con này thì là làm con máy phụ chống cháy được 750k. Con J2 Bright này 750k các bạn nhé. Các bạn mua về làm một máy phụ chống cháy 750k con J2 Bright này. Và tiếp theo là con hôm nay nhà mình về là con này là con LG G7. Qua thông số LG G7 cho bạn xem nhé. Đấy, LG G7 đây. Hôm nay nhà mình vừa được một con này là con xanh ngọc này, xanh. Đấy, màu xanh ngọc này. Đấy, LG G7. Đấy, LG G7. Con này thì là phiên bản xanh ngọc. Còn LG G7 này thì nhà mình con này là mình bên mình là bản Hàn nhá. LG G7 mình là bên mình là bản Hàn, một sim. Đấy. Máy chính thức là còn 90 trên 90%. LG G7 bên mình này, tình trạng bên mình thì là máy còn zin nguyên áp suất nhé. Các bạn đi mua đi dò thì cực kỳ là ok, có chống nước, bao chống nước cho bạn. Các bạn đi mua đi dò thì yên tâm, khỏi phải lo máy vào nước. Nói chung là không ưu tiên là các bạn thả vào nước các bạn nhé. Còn LG G7 này thì mình sẽ nói sơ cua qua của nó. Thì là màn hình con này thì là màn hình con này là màn hình là 6.1 inch. Đấy, màn hình con này là màn hình tràn viền 6.1 inch. Con này thì là phiên bản màn hình của nó là độ phân giải màn hình của nó là 2K nhá. Màn hình con LG G7 là 2K. Thì là bản Hàn thì nó có hỗ trợ là chip âm thanh. Các bạn nghe nhạc loa ngoài thì cực kỳ là to và cực kỳ là rõ và lớn nhá.
Bản Hàn thì mới có nhé, còn bản Mỹ thì nó sẽ không có các bạn nhé. LG G7 bản Hàn đấy ạ. Đấy, con này thì có hỗ trợ chip âm thanh, các bạn nghe nhạc, xem phim thì cực kỳ loa, cực kỳ là to. Phiên bản của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB nhé. Con LG G7 này là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Con này thì bên mình đang bán bạn giá là 3.300.000. Máy đẹp leng keng xà beng đấy ạ. Còn zin áp suất. Đấy, máy màu xanh rất là đẹp mà. Chip con này là chip Snap, chip Snap của nó là chip Snap bao nhiêu nhỉ? 845 nhá. Con này là chip Snap 845. Đấy, bản Hàn, một sim, zin áp suất. Bạn nào thích sản phẩm LG G7 này các bạn nhà hàng là sớm nhất nhá. LG G7 đấy ạ. Đấy, con này thì bên mình đang bán giá là 3.300.000. Đấy. LG G7, zin áp suất, máy đẹp đấy. Đẹp leng keng luôn. Đấy, đẹp từ trong màn hình camera sắc đẹp luôn. Đấy, các bạn quay phim 2K các kiểu tuyệt vời. Đấy, màn hình thì cực kỳ trong veo, sắc nét nhé. Bạn nào thích sản phẩm LG G7 thì bạn tham mình sớm nhất nhé. Và tiếp đến thì buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được là gì nhỉ? Hình như là mấy cây lót tảng ấy. Ừ. Hôm nay nhà mình về được 3 cây lót tảng này. Này, 3 cây lót 8 nhá. Thì buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được 3 cây lót 8, 3 cây màu xanh các bạn nhé. Đấy. Nhà mình hôm nay về được 3 cây lót 8 màu xanh. Này, 3 cây lót 8 màu xanh thì mình sẽ tình trạng con đầu tiên. Này, con máy đầu tiên thì rất là đẹp nhá. Máy đẹp leng keng luôn này. Đấy, con này đẹp keng keng luôn. Đấy, lót 8 bản Hàn. Đấy, lót 8 bản Hàn. 3 cây mình này, 3 cây lót 8 này đều mình đều là bản Hàn, 2 sim 2 sóng nhá. Ba cây lót 8 này đều là bản Hàn, 2 sim 2 sóng. Thì mình sẽ xem sơ cua qua con lót 8 cho các bạn nhé. Xem con này là bản bao nhiêu ghi nhé. Con lót 8 bản Hàn này thì mình sẽ xem cấu hình của nó là bao nhiêu ghi. Đây. Con này của nó là phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB nhé. Đấy, thì mình sẽ xem chi tiết từng. Đấy, phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình con Note 8 này thì là màn hình là tràn viền 6,3 inch nhé. Đấy, màn hình tràn viền 6,3 inch. Camera có hỗ trợ là camera kép, đèn flash và vân tay. Mở khóa màn hình thì là có mở khóa màn hình là khuôn mặt, vân tay và bóng mắt. Đấy, rất nhiều tính năng này. Con này thì máy đẹp leng keng này. Con Note 8 màu xanh này thì bên mình đang bán bạn với giá là 4.700.000. Con này thì là màn hình đẹp nhé. Con này thì là máy zin nguyên bản, màn hình đẹp không ảm ố đấy ạ. Bên mình đang bán với giá là 4.700.000 nhé. Nó tả màu xanh này, 4.700.000 đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 màu xanh này các bạn nhà hàng là sớm nhất nhá. Bên mình đang bán với giá là 4.700.000 đấy ạ. Nó tả màu xanh 4.700.000 cho các bạn nhé. Con này thì đẹp nhất nhá. Lô hôm nay con này về đẹp nhất các bạn ạ. Và con này là con tiếp theo, là con này là con đây. Thôi nhà mình hôm nay thì con này thì mình để lô sau mình bán. Thì tụi mình hôm nay nhà mình có hai con thôi. Con này thì con này vỏ phẩy này. Đây. Đây. Con này thì mặt lưng thì hơi về phẩy một chút nhá. Viền thì cũng đẹp, viền cũng khá là ok, đẹp. Đây. 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 Màn hình thì là hơi con này thì là hơi ám nhẹ một chút nhé. Màn hình con này thì là hơi ám nhẹ một chút nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 3.800.000 nhé. Cái này là khay sim các bạn nhé. Mình vừa bỏ khay sim ra ngoài. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 3.800.000. Màn hình con này thì là ám nhẹ một chút nhé. Này, con này thì là ám nhẹ một chút đấy. Đấy, bên mình đang bán bạn giá là 3.800.000 con lót 8 đấy các bạn nhé. Lót 8 màu xanh này. Đấy. Con này thì bên mình đang bán bạn giá là 3.800.000 đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này các bạn nhà hàng là sớm nhất. Nhà mình hôm nay có hai tên. Con này là 4.700.000. Máy zin đẹp keng xà beng luôn nhé. Đấy, màn hình đẹp luôn. Con này thì màn hình hơi ám một chút. Bên mình đang bán là 3.800.000 nhé. Note 8 này các bạn dùng, thứ nhất là không to quá mà không nhỏ quá, các bạn cầm dùng cực kỳ là sang nhé. Đấy, rất là sang mà nó trơn lắm. Các bạn dùng cái ốp vào là tuyệt vời. Note 8 đấy. Lót 9 thì hôm nay mình về được hai con này, là mình về được hai con. Một con thì là màu hồng nhạt nhé. Con này thì là màu hồng nhạt này. Nói chung là hồng hồng tím tím ấy.
con này gọi là máy hồng hồng tím tím. Đấy. Và một con là màu bạc bạc này. Đấy, con này thì là màu bạc bạc này. Đấy, hai con lót 9. Lót 9 thì là màn hình của nó thì là màn hình của nó là xem cấu hình của lót 9 này. Màn hình con này là màn hình là tràn viền 6.4 inch nhá, con lót 9 là màn hình là tràn viền 6.4 inch. Con này thì là màn hình của nó là độ phân giải của nó là 2K cộng nhá. Đấy, con lót 9 của nó là độ phân giải là 2K cộng ạ. Đấy. RAM con này là RAM 6GB. Con lót 9 của mình là RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 128GB các bạn nhé. Đấy. Hai con này của nhà mình đều là bản Hàn và đã được lên 2 SIM 2 sóng cho các bạn nhé. Con này thì là màu hồng tím này. Máy hồng tím các bạn mua dùng thì cực kỳ tuyệt vời, máy đẹp leng keng luôn. Con màu hồng tím nó đẹp leng keng. Và con màu là xám gì nhỉ? Tím bạc này. Đấy. Cũng đẹp leng keng luôn. Đấy. Nói chung là hai con này màn hình cũng đẹp nhé. Đây, hai con này thì màn hình cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Đấy, hai con lót 9 này thì bên mình đang bán với giá là 6.800k một con nhé. Đây. Hai con máy đẹp keng này thì bên mình đang bán với giá là 6.800k một con. Đây, máy đẹp leng keng xà beng. Đấy, chip con này là chạy chip Exynos. Exynos của nó là Exynos là 9810 nhá. Exynos 9810. Quay camera con này thì là hỗ trợ của nó là độ full màn hình. Thì nó độ phân giải của nó là 2K này. Kích thước của nó là các bạn có thể là quay chế độ là gì nhỉ? 1699 này. Quay video ở con này là quay gì nhỉ? Con này là quay video của nó là quay video hỗ trợ quay video 4K này. Đây. Các bạn có con này là có hỗ trợ quay video 4K này. Ultra HD 60 megapixel này. Đấy, đây. Quay video này có thể là quay video 4K nhé. Đấy các bạn, quay video này. Đây, 4K nét lắm. Nói chung là các bạn khỏi phải chê luôn. Đây ạ. Quay video 4K các bạn khỏi phải chê luôn nhé. Chế độ 4K mình sẽ cài chế độ 4K này. Đây. Đấy. 4K nó sẽ chỉ nhiều chế độ lắm. Full HD các bạn quay Full HD được. Đấy. Đây, nói chung là mình cứ quay cái độ mà 4K cho bạn xem. Đây, quay video 4K là cực kỳ sắc nét. Đấy, con lót 9 này. Đây. Lót 9 thì có hỗ trợ cái bút mà chụp ảnh màn hình ấy. Các bạn chỉ cần bấm vào đây là chụp ảnh màn hình nhé. Rất là tiện lợi. Đây. Này. Đấy, đang quay. Rồi mình sẽ dừng sang mình sẽ xem một chụp ảnh cho các bạn nhé. Này. Đấy. Note 9 thì có hỗ trợ cái bút chụp ảnh rất là thích ấy. Đấy. Đấy, quay video 4K khỏi chê luôn. Note 9 thì hỗ trợ cái bút. Con này thì bên mình đang bán giá là 6.800k. Máy đẹp leng keng, màn hình cũng đẹp luôn cho các bạn nhé. Này con này cũng thế. Đấy, máy đẹp leng keng. Đây, các bạn mua về tặng ông xã, bà xã, người yêu cực kỳ là ok. Đấy, con Note 9 này. Đấy, máy màu tím hồng rất là đẹp nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 9 thì các bạn nhà hàng liền sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, hai là bạn liên hệ trực tiếp qua cho mình. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video của mình một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và mai đầu tháng mới thì mình chúc bạn một tháng mới thì công việc thì luôn luôn thuận lợi. Và xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày hôm sau nhá. Các bạn nhớ ủng hộ mình thật nhiều nhá.